Em tên là Lê Chí Phước, lớp 61. Ngày hôm nay em sẽ thuyết trình về ngôi nhà thông minh của em như sau. Có một tầng được bao phủ cả ngôi nhà, lớp 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 sơn chống nóng. Một số mặt của ngôi nhà được lắp kính tận tận dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng nhà và thêm thoáng hơn. Có thể nhìn xung quanh ngôi nhà khi đang ở có thể nhìn xung quanh sân vườn khi đang ở trong nhà. Khi có người đứng trước cửa nhà, đèn sẽ tự động bật. Khi không có người, đèn sẽ tự động tắt. Trước khi vào nhà phải quẹt thẻ để cửa tự động mở. Nếu khách vào nhà phải ấn chuông hoặc báo trước. Cửa ra vào được trang bị thêm camera có thể quan sát người bên ngoài qua máy tính bảng hoặc điện thoại. Sân vườn được trồng một loại cỏ chống chống ẩm. Khi ra chơi, cỏ cỏ sẽ không làm chúng ta bị ngứa. Đây là vòi phun nước tự động, đúng 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 8 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều, vòi sẽ tự động phun nước cho cây. Đây chính là bộ bàn ghế để tiếp khách. Đường đường buổi sáng sẽ là đường đi vào của nhà, nhưng buổi tối đường đường sẽ phát sáng đèn cho chúng ta nhìn rõ hơn khi đi vào nhà. Đây chính là sân vườn vui chơi cho các em nhỏ khi khi đến nhà. Sân được gắn những cây cột đèn bằng bằng năng lượng mặt trời. Trên đúng đúng 5 giờ chiều, đèn sẽ tự động bật, đến 5 giờ sáng thì đèn sẽ tự động tắt. Trên những cây cột đèn được gắn thêm camera an ninh để giám sát ngôi nhà khi chúng ta không ở nhà. Hồ bơi xây sâu 7 mét có thể cho người lớn hoặc trẻ em bơi đều được cả. Cứ vào thứ hai hoặc thứ sáu, máy lọc hồ bơi sẽ tự lọc cho hồ bơi sạch thêm hoặc thay nước cho hồ bơi. Gara có hệ thống camera giám sát. Đây là hệ thống điều khiển từ xa để mở máy che nắng, che mưa. Khi xuất hiện khói hoặc lửa, tín hiệu báo cháy sẽ phát ra. Đây chính là vòi chữa cháy tự động. Khi nào mà có một đám cháy phải gọi là nó cũng hơi bự bự ở đây thì vòi sẽ tự tự di chuyển và sẽ chỉnh hướng và nước sẽ xịt xuống đây để dập tắt đám lửa. Trình bày đến đây là kết thúc. Số xe nè.